Trong video này, Khánh sẽ cung cấp cho các bạn một số con số liệu bất ngờ như sau. Ở Việt Nam có 68 triệu người dùng Internet, trong đó 67 triệu người dùng sử dụng mạng xã hội. Và bạn biết không, ở Việt Nam có hơn 98 triệu dân số, có nghĩa là cứ 3 người, kể cả trẻ con và người già, thì có 2 người sử dụng Internet và sử dụng mạng xã hội. Một con số rất đáng nói đúng không ạ? Và Google dự đoán đến năm 2022 sẽ có 82% người sử dụng Internet là xem video để sử dụng cho mục đích giải trí và mua sắm. Năm 2020, 77% số người sử dụng Internet để mua sắm. Năm 2021 có 88% số người sử dụng Internet để mua sắm. Và bạn sẽ thấy con số là hầu hết mọi người đều mua online, hầu hết mọi người đều bán online. Và nếu đến bây giờ bạn vẫn chưa bán online, có nghĩa là bạn đang đứng lại và dòng người vội vàng lướt qua, bạn bị tụt lùi lại so với xã hội. Khanh muốn nói những con số đó ở đây để thức tỉnh bạn, để bạn biết rằng việc kinh doanh online là rất quan trọng và đó là việc bạn phải làm ngày hôm nay. Không cần biết bạn bán gì, không cần biết bạn kinh doanh gì, hãy đưa nó lên online. Và Selly sẽ giúp bạn gia nhập thế giới online một cách rất dễ dàng. Bình thường bạn bán hàng, bạn phải nhập hàng về trước. Việc đầu tiên bạn làm phải nhập hàng về, sau đó bạn tìm cách để bạn bán hàng ra, đúng không ạ? Nhưng với Selly, bạn không cần phải nhập hàng, bạn không cần phải có nhiều vốn, bạn bán hàng trước, sau đó nhập hàng sau cũng được. Selly sẽ là người đứng giữa đến với xưởng sản xuất và nói rằng hãy bán cho tôi với giá gốc, sau đó đưa lên sàn thương mại điện tử Selly. Bạn là seller, bạn chỉ cần nhìn những sản phẩm nào phù hợp để bạn có thể bán tốt, bạn bán cho khách hàng trước, sau đó bạn nhập thông tin lên Selly, Selly đến nhà cung cấp, mang sản phẩm đến giao cho khách hàng, thu tiền của khách hàng, trả tiền cho nhà cung cấp, lấy phần chênh lệch trả lại cho bạn. Bạn thấy hay không? Rõ ràng bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng nào cả trong toàn bộ quá trình mua và bán hàng. Bạn chỉ việc bán hàng thôi và thu lợi nhuận, còn lại tất cả mọi thứ Selly lo hết. Selly là nền tảng social commerce top 1 tại Việt Nam, đang có hàng nghìn mã hàng và ngày càng tăng lên. Và có những người có thu nhập hàng chục triệu, hàng trăm triệu ở trên Selly mỗi tháng. Và bạn có là người tiếp theo không? Thì phụ thuộc vào quyết định của bạn ngay bây giờ. Chúng ta hãy đến với video tiếp theo với những con người tuyệt vời nhé.